Trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra một trường hợp tử vong trong phòng trọ, nạn nhân 28 tuổi, quê Nghệ An. Theo đó, khi người vợ của nạn nhân này đi làm về phòng trọ thì phát hiện chồng mình đã chết trong tư thế treo cổ. Được biết, thời gian gần đây, người đàn ông này có thiếu nợ và liên tục bị chủ nợ đòi tiền. Tối ngày 8 tháng 10, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, một người phụ nữ đi làm về phòng trọ trên đường số 4 khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An thì phát hiện chồng mình là anh CXK, 28 tuổi, quê Nghệ An đã chết trong tư thế treo cổ bằng dây dù cột vào gác. Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường để làm rõ. Bước đầu xác định anh K làm công nhân, đã có vợ và một con nhỏ. Thời gian gần đây, anh này thiếu nợ bên ngoài và bị chủ nợ liên tục đòi tiền. Tới 19 giờ tối, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.